Lao động là vinh quang. Thương lái mùa Tết vừa rồi người ta thu nhiêu ký chú? 47 ngàn. Vậy là nguyên cái vườn của mình đó là thu nhiêu tấn? 80 tấn hơn. Khi hái xuống thì mình muốn cắt vô mình chóc vỏ phải cắt cái cuốn lõi như thế này. À. Cắt như thế này. Còn nếu như mà giờ không cắt vậy thì nó phúng sao? Như cái trái này nè, mà nếu mà mình làm gãy cuốn á, nó không như trái này là nó gãy như thế này á, là đó, nó búng như thế này. Phúng lên luôn vậy. Đó, là nó như kiểu 2-5 nó leo cái xoài như thế này nè, là nó rồi. Cháy cái xoài nó hư, người ta không rồi. Mua. 4.000 cây hả chú? 4.000 cây. Này nhìn trái xoài không? Cả ký hơn luôn. Xoài Úc, chú thuộc là cái người quản lý trang trại này, theo cái trang trại này cả chục năm từ lúc ươm cái cây lên. 4.000 cây xoài Úc, hơn 80 tấn cho một mùa, mà Tết vừa rồi thương lái thu mua là 40 mấy ngàn một ký. Anh chị tự nhân ra cái dòng tiền của cái bất động sản này. Cái thu nhập dòng tiền đó đó là giá tính trái trên cây nha. Thương lái họ thu mua, họ tự dắt quân vô, tự hái xuống cân ký tính tiền. Lâu lắm rồi Nguyễn Duy mới tiếp xúc một cái bất động sản dòng tiền mà có thực lực nhất. 140 ngàn hơn mét vuông đất, tức là hơn 14 mẫu. Một sổ hồng riêng phân thành hai thửa đất cây lâu năm ở trong đó. Một cây số tiếp giáp mặt đường, cũng cả cây số tiếp giáp mặt sông dầu, nước bao tưới phủ phê luôn. Ống thì sẵn sàng tới từng cái gốc cây hết. Nhìn nè, khất giấu như vậy nè, biết kỹ thuật chăm sóc. Cây trái tốt tươi to đùng, bởi vì nước nôi phủ phê, có trạm bơm tiếp giáp với gần cả cây số mặt sông dầu. Nông trại đầy đủ máy cày và tất cả cơ sở vật chất, có mấy cái trại ở đây hết luôn. Có nhà cho công nhân ở lại, điện năng lượng mặt trời, có trại bò chứa được 70 con luôn, máy móc thiết bị trạm bơm, nói chung là đầy đủ cơ sở vật chất, có trại có xe, người ta đang hoạt động, có dòng tiền sẵn luôn mà anh chị. Trang trại xoài Úc đang khai thác, đang vận hành, có sẵn nhân sự hơn 14 mẫu này, vô là có thu nhập dòng tiền liền. Một sổ hồng riêng ở xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, để lại toàn bộ luôn cả mối lái là 9 tỷ 9. Anh chị cảm thấy hợp lý rồi thì cứ gọi ngay cho chị Sang 0399176012. Nguyễn Duy đi review bất động sản như vậy là không có ăn tiền cò môi giới phần trăm hoa hồng gì hết á, được thù lao công quay phim thôi. 0903644679, số của Nguyễn Duy. Anh chị mình có bất động sản cần review gọi Nguyễn Duy bằng số đó. Em chuyên đứng đằng sau thành công của người khác, đam mê nên em quyết góp mặt với đời để phục vụ cho anh em giải trí, đem nụ cười anh em vừa ý, rồi săn tiền comment khen một tí để em nó có thêm nguồn động viên. Nguyễn Duy.